Hello, xin chào mọi người nhé. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ soát cho anh em một cái con xe cứu trợ thương hiệu Man nha. Thì đây thì mình sẽ quay cho anh em một vòng. Thì ở trong cabin của nó này, anh em nhìn thấy khá là đẹp luôn nhé. Đây, đó, một con xe khá là đẹp luôn. Con này gọi là Man nha. Con Man xe cứu trợ, đó, khá là đẹp luôn nhé. Thì xe này có 3 chế độ thì mình sẽ bấm cái chế độ 1 cho anh em xem nhé. Đấy thì chế độ 1 là mở cái cửa này. Đấy chế độ 2 là cục về gương ra, cục về gương vào nhé, khá đẹp luôn. Thì còn cái chế độ 3 là nó chở theo một cái con xe tải. Đó, xe tải bóc nhỏ nhá. Thì đường link con xe này mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Anh em nào thích thì anh em tải về chơi nhé. Đó, thì giờ thì mình sẽ dạo dạo một vòng cho anh em xem tí. Đó thì đường trước cái đầu xe của nó là có hai cái đèn nhấp nháy nhá. Khá là đẹp luôn anh em ạ. Đấy thì hiện tại là mình cũng đang chạy cái map đường đất luôn nhá, khá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Một cái quả còi này, xe đẹp, đường map đẹp này, khá là ok luôn. Đó thì ở phía trên cái đầu xe của nó có hai cái đèn nhấp nháy nhá, khá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi thì video của mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Thì nhớ like video để subscribe để ủng hộ cái kênh cho mình nhé.